Vâng, thì đối với cái câu hỏi liên quan đến vấn đề phù tai voi hay phù bạch huyết hay là phù tai voi thì cũng được rất nhiều những cái bệnh nhân, đặc biệt là những cái bệnh nhân ung thư vú rất là quan tâm. Thế thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nguyên nhân của cái phù tai voi. Do là chúng ta đã biết là cái hệ tuần hoàn bạch huyết thì đi đổ vào tĩnh mạch, thì tất cả những các một số các yếu tố như là phẫu thuật vú như vết thạch nách hay là xạ trị vùng nách thì làm mất liên tục những cái tuần hoàn này, khiến cho cái tĩnh mạch cái bệ hệ bạch huyết bị ứ đọng và gây nên cái việc phù bạch huyết hay là phù tai voi. Cái bệnh phù tai voi này thì gồm có thể là phù cấp tính hoặc là phù mãn tính. Thế thì cái thời gian xuất hiện phù tai voi thì thường là sau phẫu thuật và trung bình là người ta tính là khoảng 2 năm, và có tới 15 đến 25% những cái trường hợp mà bệnh nhân điều trị ung thư vú mà mắc phù tai voi. Cái phù bạch huyết hay phù tai voi là một cái bệnh mà rất là khi mà chúng ta đã mắc thì rất là khó điều trị, và vì vậy thì chúng ta cần là phòng tránh những cái biến chứng này. Thế thì có rất là nhiều cái phương pháp, có nhiều cái biện pháp để chúng ta có thể phòng tránh cũng như là hạn chế cái biến chứng phù tai voi. Đầu tiên là chúng ta như là tiến sĩ Huyền đã nói là hiện tại thì cái việc mà sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư vú làm cho chúng ta đỡ phải điều trị nhiều. Ví dụ như là mình đối với ung thư vú giai đoạn sớm thì có thể chúng ta cũng không phải là xạ trị, hoặc đặc biệt là những cái trường hợp mà ung thư vú giai đoạn sớm mà chúng tôi có cái hạch nách âm tính trên lâm sàng cũng như là hạch nách mà âm tính trên siêu âm, thì chúng tôi có thể tiến hành phẫu thuật sinh thiết hạch cửa. Những cái phẫu thuật này sinh thiết hạch cửa là chúng tôi lấy một hoặc hai hạch hoặc là một số hạch để đi làm xét nghiệm, và nếu những cái hạch này mà âm tính thì chúng ta không cần cắt hạch và là giảm tối đa những cái biến chứng tai biến của phù tai voi. Vấn đề thứ hai là để hạn chế cái việc phù tai voi thì chúng ta có những cái bài tập vận động ngay sau hoặc là một thời gian sau khi mà phẫu thuật. Thì hiện tại trên trang web của bệnh viện ca cũng như là trên trang Facebook của bệnh viện ca, các bài tập này đã được hướng dẫn rất là cụ thể cho người bệnh để thực hiện sau phẫu thuật. Một vấn đề tiếp theo nữa là cái việc mà chăm sóc da cũng như là vận động chăm sóc cái da, vùng da, vùng hai tay sau khi mà trong quá trình sau khi điều trị thì cũng làm giảm tối đa cái việc phù tai voi.